em giao lưu với cả nhà mình là một cây giảo như ý nha cô chú anh chị. Phô hình thú á, nhìn rất là duyên dáng cho mình luôn nha. Rồi cô chú ơi, cô chú tham khảo ha. Rồi, cây này hoành thân của nó là 22 nha cô chú ơi. Là một cái giống mới ha. Này giống giảo Tân Châu của chú Bảy Tạo nha. Cây này thì hoành 16 nha cô chú anh chị. Cây này em ghép hai mắt bo mà cô chú mình nhìn thấy ba mắt bo chứ. Cây này cô chú mình thấy là nó rất là xum xuê luôn ha. Rồi cô chú ơi, cây này rất là duyên dáng cho mình luôn ha. Hình thú luôn cô chú. Dạ em chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em ha. Dạ rồi cô chú ơi, hôm nay thì em sẽ lên một số cái mã số mai mini á, để giao lưu với cả nhà mình nha. Dạ số điện thoại giao lưu của em là 0984955952 nha cô chú anh chị. Rồi hôm nay là em sẽ lên cái mã 1B ha cô chú anh chị. Mã 1B là một cây giảo như ý nha cô chú ơi. Cây này thì củ đế rất là đẹp cho mình luôn. Hàng này là hàng gốc vườn nha cô chú anh chị. Được nuôi ở tại vườn Bến Tre ha. Xong rồi bứng lên nha cô chú anh chị. Cái này nuôi dưới đất nè. Được rồi 3 năm ha, rồi bứng lên nha. Xong rồi ghép vào cái giống siêu bông bình lợi cho mình nha cô chú anh chị. Cây thì em đã vào chậu như thế này á cô chú anh chị. Mình về mình có thể lấy bo nè. Có thể mình để mini để bàn Tết có hoa cho mình chơi ha cô chú anh chị. Dạ cái hoành thân của nó tầm 7-8cm ha. Rồi chiều cao của nó tầm khoảng chừng 25-30cm nha cô chú anh chị ơi. Và cái củ như thế này ha, nó tầm khoảng chừng 25-27cm nha cô chú anh chị. Thì em đã vào cái chậu mỹ nghệ như thế này, đi là em sẽ đi chậu cho mình luôn. Dạ cây này giao lưu với cả nhà mình ha, giá là 300.000. Em sẽ bao luôn phí vận chuyển đến nơi cho cô chú mình ha. Dạ cô chú mình kiểm tra hàng thoải mái nha, mình chốt mã nào ha, cứ đúng mã đó mình nhận, không đúng mình trả em nha. Em bao cây cho mình luôn ha cô chú. Mã số 2B luôn cả nhà. 2B là một cây giảo như ý nha. Cây này phôi gốc vườn nha cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Cây này thì em ghép được hai mắt bo. Cây này cô chú nó có nụ kim luôn nha, tại vì cây này khép khá là lâu rồi cô chú anh chị. Cái này thì cô chú anh chị mình về chơi Tết được á, để bàn ha, làm giống cũng được. Em thì em thích những cái loại bonsai mini như thế này nè cô chú, để bàn rất là xinh luôn ha. Mình cũng tiện chăm sóc nữa nha cô chú, mình không có không gian rộng á. Mình chơi những cây này thì Tết vẫn có hoa ha. Dạ cây này thì em giao lưu với cả nhà mình giá là 350, em bao ship đến nơi cho mình ha. Là phôi gốc vườn nha cô chú anh chị nè. Cái hoành thân của nó tầm 8-9cm ha. Chiều cao tầm 30 cô chú. Cây này em ghép hai mắt bo vô cái chậu mỹ nghệ cho mình luôn. Dạ đây là em đi chậu cho mình luôn nha cô chú. Mã số 2B ha, 350k. Em bao ship đến nơi cho cô chú mình luôn ạ. Giảo như ý nha cô chú. Cây này khá là duyên dáng luôn ha. Rồi mã số 3B luôn cả nhà, một cây siêu bông bình lợi nha. Clip này thì em sẽ giao lưu như ý với bình lợi nhiều nha cô chú anh chị. Cây này thì cái bo nó già, cô chú về lấy bo được ha, hoặc là mình để dành mình chơi Tết cũng được nha cô chú. Thì em có vô một số cái đường dây nó nhạo nhạo cành cho cô chú mình rồi ha. Cái này thì bây giờ là cô chú mình về mình để bàn mình chơi cũng rất là cưng nha cô chú anh chị. Cái bộ đế thì rất là đẹp luôn, em lựa cái bộ đế, nói chung là cây nào cũng có dáng cho mình ha cô chú anh chị. Em vào những cái chậu như thế này ha. Rồi cô chú mình cứ để vậy là mình chơi thôi cô chú. Rồi cây này em giao lưu cả nhà mình cũng là 300k nha. Dạ em bao ship luôn chậu hết cô chú anh chị. Mã này là mã số 3B ha. Một cây siêu bông bình lợi cả nhà ơi. Mã 4B luôn hết cô chú. Một cây tiếp theo là một cây siêu bông bình lợi luôn ạ. Hàng mini nhỏ gọn để bàn của chú nha. Em vô chậu hết rồi cô chú. Cô chú mình coi củ đế nó rất là đẹp luôn ha. Cây khá là xinh luôn nha cả nhà. Rồi cô chú mình ơi. Rồi 300k bao ship cho em này hết cô chú anh chị. 300k nha. Cô chú ơi, mã số tiếp theo là mã số 5B ha, một cây giảo như ý nha, cái củ cưng quá này cả nhà. Này ghép hai mắt bo ha cô chú. Cây này em giao lưu với cả nhà mình là 350 ha, em bao ship nha. Củ rất là hay cưng nha cô chú, này ghép hai mắt bo nè. Cái này mình để bàn rất là dễ thương cô chú. Nè, giảo như ý em vô cái chậu sẵn cho mình rồi nha. Này cô chú về là chơi vô tư nha cô chú anh chị. 350 cho em này, em bao ship mã số 5B ha. Rồi mã số 6B ha cả nhà. Đây, mã số 6B ha. Cái này là một cây cúc nha cả nhà. Cây này là cúc hoàng đế hay còn gọi là cúc lá gai cô chú anh chị. Cây này thì bonsai mini để bàn ha. Cây này cái củ đế nó đẹp lắm cô chú. Mã số 7 luôn cả nhà, 7B ha, một cây siêu bông bình lợi nha. Rồi cây này đang nằm ở chậu nhỏ nhỏ gọn gọn dễ thương cho mình luôn ha. Đây này em ghép được một mắt bo ha cô chú anh chị. Thì em có vô dây cho mình rồi, cái này cô chú mình về để dành mình chơi thôi ha. Đó, củ đế rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi mini để bàn hay cô chú anh chị mình. Rồi cái này em giao lưu với nhà mình giá là 300k ha. Em bao ship đến nơi cho cả nhà mình luôn nha. Cô chú mình tham khảo ha. Dạ rồi em giao lưu mã số tiếp theo nha cô chú. Dạ mã số 8B ha. Là một cây mai giảo như ý nha cả nhà mình. Cây này là hàng gốc bứng nha. Cây này thì cái thân hình thú nha cô chú. Lắc lượng rất là đẹp cho mình luôn ha. Cái hoành của nó là 17 cô chú ơi. Cái này cao là 45, tàn ngang của nó là 35 ha. Đây cây cũng khá là duyên dáng. Cây này em ghép hai mắt bo nha cả nhà mình. Cái này đã vô dây sữa phơm tàn cho cô chú anh chị mình rồi ha.
Cái hàng này thì đảm bảo đúng giống và cho cô chú anh chị mình chơi Tết thoải mái luôn ha. Cây này thì em kép được gần 3 tháng nha cô chú anh chị, tầm khoảng chừng 2 tháng 15 16 ngày gì đó cô chú anh chị, như 2 tháng rưỡi đi ha. Đó. Cây này đi thì em sẽ xếp chậu cho mình luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cây giảo như ý á, cây này là mã số 8B ha cô chú anh chị mình. Rồi cây này em giao lưu cả nhà mình ha. Giá là 650.000đ. Em sẽ bao ship đến nơi cho cô chú mình luôn nha. Cô chú mình thích thì mình ủng hộ giùm em nha cô chú anh chị ơi. Dạ cô chú ơi, tiếp theo là mã số 9B ha cả nhà. Rồi, 9B ha. Đây là em giao lưu với cô chú anh chị mình là một cái giống mới ha. Này giống giảo Tân Châu của chú Bảy Tạo nha. Cây này thì hoành 16 nha cô chú anh chị. Cây này em ghép hai mắt bo mà cô chú mình nhìn thấy ba mắt bo chứ. Cây này cô chú mình thấy là nó rất là xum xuê luôn ha. Rồi cô chú ơi, cây này rất là duyên dáng cho mình luôn ha. Hình thú nha cô chú anh chị. Hoành 16 nè. Chiều cao dựng đọt của nó cô chú anh chị là cao là 40 ha cô chú. Nè. Dựng đọt coi như là cao 40 ha. Rồi, tàng ngang của nó là 35 luôn. Cây này đế khá là duyên dáng cho mình luôn. Đặc biệt là được ghép cái giống giảo Tân Châu của chú Bảy Tạo ha. Chuẩn giống 100% cho cô chú anh chị mình về sưu tầm luôn nha. Dạ cây này em giao lưu với cô chú mình ha. Giá là 800 nha, em sẽ bao ship đến nơi cho cô chú anh chị mình luôn. Dạ cái này là em gửi chậu cho cô chú mình luôn ha. 800.000 nha cô chú anh chị. Mã này mã số 9B giùm em nha cả nhà mình ơi. Giảo Tân Châu của chú Bảy Tạo nha. Hình thú cây này rất là duyên luôn ha. 800 em bao ship ạ. Dạ rồi, mã số tiếp theo cô chú anh chị là mã số 10B ha, cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay của em luôn ạ. Rồi 10B em giao lưu với cả nhà mình là một cây giảo như ý nha cô chú anh chị. Phô hình thú nhìn rất là duyên dáng cho mình luôn nha. Rồi cô chú ơi, cô chú tham khảo ha. Rồi, cây này hoành thân của nó là 22 nha cô chú ơi. Hoành thân 22 luôn ạ. Rồi, cái này em ghép 3 mắt bo nha. Chiều cao của nó là cô chú anh chị là 35 cm ha. Tàn ngang của nó cô chú, tàn ngang là 37 cm nha. Cây này thì có 4 chân rõ cho mình luôn nè cô chú. Cây này em khá là duyên luôn ha. Cô chú mình nhìn là phôi nó cực kỳ mạnh luôn nha. Dạ cây này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.500.000 nha. Dạ em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình và đi luôn cái chậu này cô chú anh chị mình về chỉ cần chơi Tết thôi nha cả nhà ơi. Đó, cây nhìn rất là duyên dáng cho mình luôn ha. Thì ngày hôm nay em lên cho cô chú anh chị mình là 10 cái mã số á, cô chú mình thấy được cái mã nào thì mình ủng hộ giùm em nha cô chú anh chị ơi. Thì cái này là 11 nó ra nhiều cái tựa cô chú mình vàng tàn ra là nó tròn do luôn ha cô chú. Dạ rồi, số điện thoại giao lưu của em á cô chú anh chị là 0984 955 952 ha. Dạ số này thì em có xài cho Zalo luôn nha cô chú mình. Trong những cái mã ngày hôm nay em quay á, cô chú mình thấy ưng cái mã nào thì mình ủng hộ giùm em ha cả nhà. Rồi ha, cuối clip chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe nha. Dạ em cảm ơn và em chào tạm biệt cô chú anh chị mình. Dạ em hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo của em nha. Dạ xin chào ạ.